Thế thì cái mục tiêu dài hạn, em có muốn trở thành một biểu tượng mà truyền cảm hứng kiểu và mình chạy nhiều năm cho đến dài không? Cái đấy là chắc chắn rồi anh. Chắc chắn. Em cảm thấy như không thể làm thiếu. Không thể làm thiếu được mà. Thế em có thể nói gì với anh chị em về cái điều khuyên anh chị em? Cái đầu tiên là chúng ta sẽ cũng rất tốt, nên là anh chị nào mà có ý định đi chạy là đang ở tuổi thì nên chỉ nếu như mà mình không thể đạt được những cái kết quả được giải như em thì cũng có sức khỏe ấy ạ. Ở môn này thì chơi rất là vui, chơi được rất là nhiều người. Còn kiểu như là mọi người mà muốn đạt giải thì mọi người phải cố gắng, phải kiên trì rất là nhiều. Đấy, và em chúc là mọi người sẽ có những cái thành tích tốt nhất ạ. Đừng quên theo dõi PA Sport để đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc từ các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp tuyển quốc gia nhé.